Chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc router Linksys E4002. Thì đây là một cái thương hiệu khác của Cisco, thương hiệu cho hộ gia đình. Thì cái E4002 này là một trong những cái sản phẩm cao cấp nhất của Linksys dành cho người dùng cá nhân. Thì ở đây chúng ta có một cái router với cái cấu hình khá là tốt và thiết kế đẹp, giống mô phỏng những cái dòng xe hơi trước đây của hãng. Chúng ta có cả hai chuẩn là băng tần 2.4GHz và 5GHz. Thì cái tốc độ tối đa của băng tần 2.4 là 300 Mbps/s, còn 5GHz là 450 Mbps/s. Thì cái router này hỗ trợ cả Wi-Fi chuẩn N, hỗ trợ Windows 7 và Mac. Chúng ta sẽ mở nó ra. Đây là cái E4002, thiết kế rất là đẹp. Ở dưới này là một số cái phụ kiện mà Linksys kèm theo. Chúng ta có một cái cục đầu điện, một cái nguồn. Do cái router này khá là nhỏ nên họ đã phải dùng cái nguồn ngoài, không tích hợp thẳng vào trong. Đây là một cái điểm yếu khá là lớn. Chúng ta cũng có một cái dây cáp quay trở về với E4002. E4002 khác với cái dòng xe hơi trước đây của Linksys bởi vì cái phần bề mặt trên được bọc một lớp giống như là lớp nhung, do vậy mà nó sẽ không bóng bẩy bằng nhưng mà lại sang trọng và ít bị chày hơn. Sờ rất là thích. Ở đây chúng ta vẫn có nhựa. Cái logo Cisco này thì được chiếu đèn ở dưới, khi mà bạn cắm điện vào thì đèn sẽ hiện lên rất là đẹp. Đây là mặt trước, thì toàn bộ cái khung xung quanh chúng ta đều thấy là những cái khe tản nhiệt. Các kết nối đều được đẩy về mặt sau cho nó gọn. Ở đây chúng ta có cái nút nguồn, cái cổng điện vào 12V, cái nút reset màu đỏ, cổng USB để kết nối với máy vi tính. Ở đây là cái nút WPS, thì khi bạn bấm nút này thì các thiết bị của bạn sẽ dễ dàng kết nối hơn. Ở Việt Nam rất là ít người dùng cái chức năng này. Cái cổng Internet, cổng này sẽ nối với lại modem. 4 cái cổng LAN, cổng Ethernet. 4 cái này đều có đèn cả và bạn có thể thiết lập để tắt nó đi. Nhưng mà cái logo Linksys ở trên thì không thể tắt được. Đây là mặt dưới. Máy này được sản xuất ở Trung Quốc. Thiết kế rất là đẹp. Rồi, xin cảm ơn.